khám phá năng lượng cà phê Trung Nguyên để đổi đời với căn nhà 2 tỷ, giàu có với 3 xe hơi đẳng cấp, thành công với 80 xe sành điện, hạnh phúc với 1.000 nhẫn vàng và hàng ngàn giải yêu thương, cơ hội đổi đời trong mỗi sản phẩm cà phê Trung Nguyên, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời.